được thành lập trên nền tảng là khoa báo chí và truyền thông trước đây của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông sẽ trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Nhất là trong kỷ nguyên 4.0 hiện nay, sự ra đời của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông càng thể hiện sâu sắc hơn quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực báo chí truyền thông ngày càng đáp ứng nhu cầu của báo chí hiện đại. Với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của lĩnh vực báo chí và truyền thông, kết hợp cùng hệ thống thiết bị thực hành hiện đại sẽ đảm bảo cân đối giữa lý thuyết và thực hành trong quá trình đào tạo. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã và đang hợp tác với các trung tâm đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới để nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và từng bước hội nhập quốc tế. Cũng trong dịp này, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã kết hợp với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trao tặng nhiều phần học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập.